Xin chào các bác. Đêm hôm qua có một tin rất vui, đó là đã có thể chính thức tải Apple CarPlay về iPhone. Cái mà em mong chờ thì nó không phải là cái hệ điều hành iOS 13 mà nó là Apple CarPlay. Bởi vì em rất hay dùng cái này ở trên xe hơi và xem là nó có những cái thay đổi gì đáng để mong đợi. Bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối và xem là có gì mới hay ho ở trên cái Apple CarPlay của hệ điều hành iOS 13. Ok, kết nối rắc và xem nào. Giao diện thì đã thay đổi và trông có vẻ thân thiện và hiện đại hơn. Và khi mình cắm cái iPhone vào thì nhận thấy một cái sự khác biệt đầu tiên, đấy là nó không hiển thị cái biểu tượng Apple CarPlay màu đen ở trên iPhone nữa. Và khi chúng ta vuốt qua các cái màn hình của điện thoại thì màn hình ở trên xe nó cũng không bị thay đổi theo. Ví dụ như là mình đang xem Google Maps chẳng hạn, và mình chuyển qua điện thoại để mình xem danh bạ, thì cái màn hình Google Maps này nó vẫn giữ nguyên và nó không bị nhảy như mọi khi. Như vậy khi mình vào cái bất cứ phần mềm nào khác thì cái nó sẽ hiển thị đồng thời cái ở cái phần mềm ở trên điện thoại và trên màn hình xe. Như vậy sẽ nhiều khi sẽ hơi bị bất tiện, bởi vì đang theo dõi bản đồ mà có người đụng vào điện thoại nhảy qua phần mềm khác và nó cũng sẽ bị nhảy theo. Như thế này là nó đã cải thiện được rồi, mình thoải mái sử dụng điện thoại đồng thời cùng một lúc với xem màn hình xe. Các cái nút được thiết kế lại này, và có thêm được hiển thị thêm cái phần cài đặt và lịch ở trên màn hình. Và cái màn hình chính thứ nhất của nó thì bây giờ là mình có thể vừa xem bản đồ này và vừa nghe nhạc. Trước đây là chỉ có thể hiển thị được một phần mềm thôi, nhưng bây giờ là có thể xem được hai app một lúc. Tóm lại, những cái thay đổi lớn nhất ở trên cái Apple CarPlay, cái thứ nhất là nó hoạt động độc lập với màn hình iPhone, không bị thay đổi khi mà ta thay đổi cả cái app ở trên điện thoại so với trên màn hình. Mình có thể xem cái gì trên điện thoại thì nó cũng không nhảy màn hình. Cái này là cái hay. Cái thứ hai là cái giao diện thiết kế lại là trông là đẹp mắt hơn, hiện đại và nhìn nó khoa học hơn. Cái thứ ba nữa đấy là nó cho hiển thị một lúc là vừa xem bản đồ vừa xem trình nghe nhạc. Một cái nữa đó là nó cải tiến cái phần mềm nghe nhạc mặc định, đã bố trí hợp lý hơn. Thư viện thì được chia ra các phần thể loại nghệ sĩ. Nói chung là việc phân loại bài hát là nó khoa học và nó dễ tìm kiếm cho người dùng hơn. Và nghe được radio trực tuyến ở trên này luôn. Một cái nữa đó là phần mà cái chế độ không làm phiền khi lái xe. Khi này thì có các cuộc gọi tin nhắn đến thì nó chỉ hiển thị bằng text thôi, chứ nó không gây mất tập trung của chúng ta bằng âm thanh nữa. Và phần mềm lịch này, khi mà mình có cuộc hẹn trong cuộc hẹn đó mà nó có địa chỉ ấy các thứ là mình có thể ấn vào và bản đồ nó sẽ dẫn đường thẳng tới nó luôn. Nói chung là cơ bản là như vậy. Cái cải tiến này nghe thì có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà cũng rất là hữu ích cho người dùng và chúng ta nên tận dụng.